Không? Lại còn đâu lắm con người. Có người nhanh được. Được. Ôi, trả rồi. Không cần máy thôi nhé. Không cần, có mình khảo. Hello. Thanh Tùng của chỗ ô tô đầu mối Hải Dương xin kính chào toàn thể anh chị quý các bạn nhà mình nhá. Xin chào bác Hoàng Long này, chào bác Văn Khương nhá. Chào tất cả những bác vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay ạ. Đấy, rất vui được gặp lại gia đình của mình vào khung giờ 8 giờ 3 phút mỗi tối nhá. Để báo giá như trò chuyện tương tác với mình về những đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Vâng, cho Trần Thị Thu Hàng này, cho Hoàng Long, cho bác Văn Khương. Đấy. Hai ok, hai ông Trần Thị Hàng ạ. Hôm nay rất là nhiều mẫu xe luôn, xe lại về chật bãi rồi, rất là nhiều siêu phẩm. Rất là nhiều siêu phẩm để phục vụ đại gia đình mình ạ. Cảnh mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương này. Đấy, cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ dành ơi. Đấy, 5-7 lượt chia sẻ lên trang cá nhân, lên tường cũng như hội nhóm nhá. Để lan tỏa buổi livestream ngày hôm nay hơn nhá. Cảm ơn dành rất là nhiều này. Cho Trần Tuân vừa vào xem buổi livestream ngày hôm nay nhá. Đấy, các nào mà hôm nay mới vào xem, cho anh Tùng xin một lượt like, một lượt chia sẻ, một theo dõi kênh YouTube cũng như fanpage chính thức của chợ ô tô đầu mối Hải Dương để không bỏ lỡ những buổi lên sóng báo giá tiếp theo nhá. Chào Dương Dê này, chào Trần Tuân, chào đại hình ạ. Hôm nay bên em có về một số mẫu xe mới nhá. Có về thêm một số đầu xe mới phụ gia đình ạ. Ok, cho Trần Đức Anh ạ. Đây, hôm nay thì có về thêm con Toyota Vios màu đen đây, bản G năm 2017 này. Và còn một màu trắng đây, con này thì màu E, con này thì bản E 2018 nhá. 1.5 số động hai con này. Đấy, hai con số động này gửi gia đình mình. Đấy, với mức giá là tầm 450 triệu đồng thôi. Bao hỗ trợ trả góp như là ship xe gì ạ. Vâng, chào Thanh Ngoan này, chào đại mình đang xem buổi livestream này nhá. Nhà mình đang xem buổi livestream ngày nay, đang quan tâm đến dòng xe nào, mẫu xe nào thì cứ để lại bình luận, để lại comment nhá, để em Tùng tiếp tục báo giá, tư vấn trực tiếp gia đình mình. Vâng, cho Dương Dê này, Kia Morning màu vàng, có Kia Morning màu vàng nhá. Hôm nay bên em thì có về thêm một mẫu Kia Morning số động đây. Đấy, hôm trước rất nhiều bác hỏi nhá. Kia Morning số động màu be đây. Vâng, cho bác Hoàng Nguyên này, chắc Dương Dê, chào bác Thanh Ngoan. Ok, Kia Morning màu vàng nhá. Kia Morning màu vàng bên em còn một chiếc này. Đó, Kia Morning màu vàng 2016, xe thì mang động cơ 1.25 số sàn 4 máy nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 195 triệu đồng thôi. 195 triệu đồng. Đấy, tuy nhiên chính chủ 34 Hải Dương. La răng đúc phay lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xịt còn chất nhá. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 ạ. Đấy, lốp sơn màu vàng rất đẹp này. Một dòng xe nhỏ gọn, tiết kiệm liệu. Đấy, các bác nào mà đang muốn chọn mình một mẫu xe nhỏ gọn này, quan tâm cho mẫu này nhá. Vâng, cháu Đức Thắng này, cháu Nguyễn Thìn, cháu Nguyễn Văn Lâm, cháu Hoàng Nguyên, chào đại đình ạ. Morning màu vàng này, đấy, có Morning màu vàng nhá. Vios 2015 không. Vios 2015 thì chưa có nhá. Nhưng đang có một mẫu Vios 2016 này, 2016 số sàn này, bác tham khảo giùm em mẫu này đi. Toyota Vios 2016 số sàn bên em đang bán với mức giá tham khảo cho đại gia đình nhà mình là 360 triệu đồng thôi. 360 triệu đồng bao rút hồ sơ nhá. Đấy, la xăng đúc lốp đáp đẹp, máy số keo chỉ sơn xịt còn zin. Đấy, Vios màu trắng, có Vios màu trắng, có la chassis select nhá. Đấy, Vios M 2015 thì tham khảo cho em mẫu 2016 này nhá. Đây, Toyota Vios màu trắng đấy ạ. Đây, bác Đức Thắng đang quan tâm mẫu Toyota Vios màu trắng nhá, tham khảo cho em mọi đi ạ. Toyota Vios màu trắng. Toyota Vios màu trắng 2018 bản E, động cơ 1.5 số động. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền đến gia đình nhà mình là 450 triệu đồng, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cũng như ship xe toàn quốc nhá. Cam kết anh chị quý vị nhà mình, máy số keo chỉ cột cào thì bao nguyên zin. Đấy, la xăng đúc 4 bánh. Nốp náp đẹp, đây là xin nhan thì dạng Mỹ tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm nó rất là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Đấy, Toyota Vios màu trắng này. Đấy, bác Đức Thắng mà đang quan tâm mẫu Toyota Vios màu trắng nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em đi, để em gửi cho hình ảnh video chi tiết này này. La chassis Celic à? Ok, có la chassis Celic nhá, để em xem mẫu la chassis Celic đang ở đâu ạ. Vâng, cả nhà mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhá.
hoan hỉ vui vẻ lên. Cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ, 5-7 lượt bình luận đi dành ạ. Quan tâm đến mẫu nào nhá, quan tâm dòng xe nào, xin giá con đấy 450 triệu đồng anh Đức Thắng nhá, 450 triệu đồng. Toyota Vios màu trắng bản E số động 2018 ạ. Đây là chiếc TCX đây. Bác nào đang quan tâm mẫu là chiếc TCX nhá, cho em xin một lượt like một tim nào. Là chiếc TCX 2010, đăng ký năm bánh 2011. Con này mang động cơ 1.6 số động 5 chỗ ngồi. Sedan đầu phân khúc hạng C, bên em đang bán mức giá mong muốn cho nhà mình là 250 triệu đồng bao rút hồ sơ. Đấy, tư nhân chính chủ đây, không dịch vụ taxi. Máy số keo chỉ thì nguyên zin gửi ra mình nhá. Xin nhan trên sườn xe đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2023 cơ. Vâng, chào bác Đỗ Phạm này, chào bác Tuấn Hà Ngọc, chào bác Đức Thắng nhá. Chào bác Cúc Văn Công nhá, chào lại em nhá. Thì nay bên em có về mẫu Kia Morning số động nhá, 2011, đang bán cửa tiền cho gia đình nhà mình 265 triệu đồng. Một mẫu xe mới đây. Nhà mình ai đang quan tâm một dòng xe số động này, nhỏ gọn, tiết kiệm điện, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng thì quan tâm cho mẫu này này. Đấy, Morning số động màu B 2011, đăng ký là bánh năm 2013, động cơ 1.0 số động nhá. Là sáng đúc phay 4 bánh này, lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan thì dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 4 năm 2023 này. Đấy, em quay phần nội thất bên trong này. Đấy, mẫu này mới về. Em xin quay kỹ một xíu mình cùng tham khảo nhá. Đấy, nội thất ghế da màu đen rất đẹp này. Vô lăng hai chấu túi khí toàn trên vô lăng nhá. Màn hình OLED cỡ lớn rồi. Cam lùi cam hành trình đầy đủ nhá, 265 triệu đồng với gia đình mình ạ. Đấy, các bác nào đang quan tâm một dòng xe số động này, nhỏ gọn tiết kiệm điện, quan tâm cho em mẫu này dành nhá. Đấy, tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng đây. Kia Morning, ok. À, nhà mình đang xem buổi livestream hôm nay, hoan hỉ vui vẻ lên. Cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi gia đình nhà mình ơi. Vâng, thì ngay trước máy của em đây nhá. Đấy, giới thiệu đến anh chị quý vị gia đình nhà mình một mẫu Chevrolet Avel. Chevrolet Avel 2017 mà có hơn 200 triệu đồng thôi. 219 triệu đồng. Xe này mang động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Màu đen sedan hai đầu, tư nhân chính chủ 14 Quảng Ninh đây. 14 Quảng Ninh tất cả ạ. Là sang lúc thì được trang bị 4 bánh này, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy. Vô lăng 4 chấu tích hợp túi khí toàn trên vô lăng. Con này bên em đang bán với cửa tiền 219 triệu đồng. Đấy, ba phí rút hồ sơ cho đại đình ạ. Đấy, rất là nhiều xe luôn này. Thì mình cùng quan sát em này, còn rất là nhiều đồ xe để phục vụ anh chị quý vị gia đình nhá. Thì ngay cạnh mẫu Chevrolet Avel 2017 rồi. Tiếp đây em Tùng giới thiệu đại đình mình này. Đây. Toyota Vios nhá. Toyota Vios bản E. Là sản xuất năm 2008, đăng ký năm bánh 2010. Với cửa tiền gửi đến đại gia đình nhà mình là 225 triệu đồng. Xe này mang động cơ 1.5 số sàn 5 chỗ ngồi. Đấy. Sedan hai đầu phân khúc hạng B quốc dân đây, lồi đồng cuối đá mà rất tiết kiệm nhiên liệu nhá. Ăn chỉ từ 5 lít đến 5 lít 2 trên 100 km đường trường. Đấy, là sáng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều nhá. Đèn này còn sáng, còn đẹp, còn trong, không có dấu hiệu ở dạng nứt do xương do nhiệt. 225 triệu đồng. Còn bớt, còn ra độc sâu được cho đại đình mình ạ. Vâng, nhà mình ơi, đang xem buổi live stream hôm nay, cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi dân ơi. Chào bác Huy Lê của con Q7 hoặc Z8 là không. Q7, Z8 thì nhà em không có nhá. Nhà em chỉ lanh quanh xe cỏ thôi. Lanh quanh xe cỏ tầm 600 triệu đồng đổ xuống nhá. Đấy, Q7, Z8 thì không có bác ạ. Đấy, bác cảm ơn lượt bình luận bác nhá. Vâng, cháu Thái Phạm này, cháu Huy Lê, cháu Tuấn Phạm này, cháu Hồng Đỗ Điệp, cháu Quy Hoàng, cháu Thiên Đặng. Chào đại đình đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Đây, ba mẫu sedan hai đầu rồi nhá. Đây, giới thiệu gia đình của mình một mẫu 5 chỗ gầm cao đây. 5 chỗ gầm cao nhá. Chưa mới quay đây là mẫu Mitsubishi Outlander 2016, đăng ký và lăn bánh năm 2018. Con này thì mang động cơ 2.0 số rộng, đăng ký 5 chỗ ngồi. Đấy, SUV gầm cao của gia đình nhá. Là sáng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi còn bao zin. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Vâng ạ, cảm ơn Thái Phạm rất nhiều, xe đẹp quá. Vâng, phải xe đẹp, phải xe chất. Thì bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương bên em mới dám mang về để phục vụ anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đấy, cảm ơn đợt bình luận giúp bác rất là nhiều này. Chúc bác Thái Phạm buổi tối vui vẻ nhá. Có bước sóng livestream thì mong bác Thái Phạm sẽ chọn cho mình đứng mẫu xe ưng ý ạ. Xe này mang động cơ 2.0 số động. Đấy, cam đùi cam hành chỉ, hành trình thì đầy đủ rồi. Nội thất ghế da điều hòa long lạnh hai chiều. Đấy, em đang bán với cửa tiền là 550 triệu đồng thôi nhá. Đấy, bao rút hồ sơ hỗ trợ trả góp cũng như ship xe
trên toàn quốc cho anh chị quý vị nhà mình mẫu Mitsubishi Outlander ạ. Đây còn rất nhiều đầu xe luôn. Nhà mình đang quan tâm mẫu xe nào, dòng xe nào, tầm tiền khoảng bao nhiêu nhá. Để lại cho em bình luận vào comment đi gia đình ơi. Chốt luôn, ok bác Nguyễn Tùng chốt luôn là bác Nguyễn Tùng ơi. Đấy, đang tham khảo dòng nào mẫu nào nhá, cứ bình luận đi để em Tùng tư vấn cho ạ. Vâng, cạnh mẫu Mitsubishi Outlander 2016 rồi. Tiếp theo đây giới thiệu đại gia đình nhìn nè. La Chetti 2009 đăng ký là bánh 2010. Có thể mang động cơ 1.5 số sàn. Sedan hai đầu phân khúc họng B đây. Đấy, màu đen rất đẹp, rất lịch sự này. Các bác nào đang có nhu cầu tập lái tránh mưa tránh nắng hoặc là giao lưu gặp gỡ bạn bè nhá, muốn chọn được mình một mẫu sedan hai đầu tầm 145 triệu đồng thôi. 145 triệu đồng thôi, quan tâm cho mẫu này nhá. Đây, cặp đèn pha hao đen chiếu sáng đa chiều này, còn sáng còn đẹp còn trong. Zin nhan trên sườn xe, máy số keo chỉ sơn si thì còn zin nhá, cầm bệ thì chắc chắn. La Chetti 2009 145 triệu đồng ạ. Vâng, các bác nhà mình ơi đang xem buổi livestream ngày hôm nay này. Đấy, đặt ngón tay vàng, ngón tay bạc, ngón tay kim cương của mình của hộ em Tùng vào nút chia sẻ đi. Chia sẻ cho em 2-3 lượt này. Đấy, lên trang tường này. Đấy, lên trang cá nhân cũng như vài hội nhóm nhá. Để lan tỏa buổi livestream này hơn. Để những anh chị quý vị nào mà đang có nhu cầu tìm đến xe cũ này thì đến gặp em Tùng, đến chợ ô tô đầu mối Hải Dương để được xem xe và được tư vấn về xe miễn phí luôn nhá. Chạy thử thoải mái, test xe thử thoải mái luôn ạ. Đấy. Vâng, cháu Ngọc Khoát, cháu Phan Minh này. Đấy, chào đại gia đình nhá. Đây, xin phép nào. Bốn uống cốc nước cái này ạ. Quay lại báo giá mình nhá. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe luôn thì mình cùng nhìn em này. Đấy, gần 100 đầu xe nhá, về chật bãi luôn. Xe đẹp tư vấn cho tình mới ơi. Ok. Bạn ơi. Bạn ơi có Kia Morning số tự động không? Bạn Thái Phạm. Kia Morning số tự động thì bên em đang về mới về một mẫu nhá. Đấy, bác tham khảo cho em mẫu Kia Morning số tự động này bác Thái Phạm ơi. Xe đẹp tư vấn cho tình mới bác ơi. Cảm ơn lượt bình luận bác Thanh Hoàng rất nhiều nha. Nhà mình cho em Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi. Lấy làm động lực để phục vụ anh chị quý mình hơn nữa. Đây, Morning số tự động mới về hôm nay nhá bác Thái Phạm ơi. Kia Morning số tự động màu B 2011. Đấy, động cơ 1.0. Con này bên em đang bán với cửa tiền 265 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn si thì nguyên zin. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu này. Đấy, bi cầu bi projector. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng, thành phố Hoa Phượng Đỏ, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đến tháng 4 năm 2023. Cam lùi cam hành trình. Đấy, đầy đủ rồi. Nội thất ghế da điều hòa đông lạnh 2 chiều auto nhá. Hai mắt cảm biến chống va chạm phía sau. Xe đời 2011 form mới rồi nhá. Form mới rồi gia đình ạ. Đấy, 1.0 số động. Đấy, gửi gia đình mình này. Đấy, bác Thái Phạm mà đang quan tâm dòng Kia Morning số động nhá. Tham khảo cho em mẫu này đi, một mẫu mới về ngày hôm nay đó. Đấy, nhắn tin trực tiếp qua fanpage hoặc là hai số hotline. Em đã để cho mình là 0347701177 và 0343540999 để em tư vấn thêm cho ạ. Vâng, cháu Nguyễn Dũng này, bác sĩ Nguyễn, cháu Phạm Nga, chào tất cả anh chị quý mình vừa vào xem buổi livestream hôm nay ạ. Vâng, thì ngay trước máy của em đây này, lại một mẫu số động nhá, mình tham khảo giùm em đi. Xe này mang tên là Gentrek, xe sản xuất năm 2011, đăng ký là bánh năm 2012, động cơ 1.25 số động, 5 chỗ ngồi. Đấy, hatchback một đầu số động đây. Rất là phù hợp những anh chị quý vị nào mà vừa có bằng nhưng muốn bổ túc tay lái đi. Quan tâm cho em chỗ này. Xe này mang biển 29A54744, tư nhân chính chủ ở 29 Hạ Lội Phố này. Là dáng đúc lốp láp đẹp, thành địa chống bó cứng IPS. Trang bị cả cửa sổ trời Paloma đây. Cả cửa sổ trời Paloma nhá. Một option rất đẹp luôn ạ. Vâng, cháu Phạm Ngọc chốt chốt. Cảm ơn bác Phạm Ngọc rất là nhiều này. Cháu bác Trương Nguyễn Quỳnh, cháu Trâm Anh. Đấy, cháu Tùng Nguyễn này. Có xe nào dưới trăm không? Xe dưới trăm thì tạm thời bên em chưa có mẫu nào nhá. Hơn trăm một xíu thì bên em có. Còn dưới 100 thì chưa có bác ạ. Đấy, bác Trâm Anh mà đang quan tâm dòng xe mà dưới 100 này. Đấy, cứ cho em xin một lượt like, một lượt theo dõi kênh fanpage của cháu Tô Đồng Hải Dương nhá. Để lại cho em số điện thoại đi. Nào mà có đầu xe nào dưới trăm thì em sẽ liên hệ cho bác ạ. Vâng, cháu Huỳnh Thủy này, cháu Tùng Nguyễn, cháu Phạm Ngọc, cháu Trâm Anh, cháu bác Trương Duyên Quỳnh, cháu Dũng Nguyễn, chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream trình ngày nay nhá. Cạnh mẫu Gentrek 2011 rồi. Tiếp cho đây giới thiệu gia đình nhà mình này. Hyundai Grand i10 2014. Xe đợi hơn 100 cũng được. Ok, hơn 100 được, để em xin phép gia đình này. Đây, hơn 100 một xíu nhá. Đấy, 135 triệu đồng, bác tham khảo cho em mẫu đi ạ. Đấy, 135 triệu đồng cho mẫu Kia Morning đời 2011, số sàn, động cơ 1.0, 5 chỗ ngồi.
Đấy, xe tập lái hơn trăm thôi, 135 triệu đồng. Nhưng được đến full trang bị cho anh ạ, full trang bị nhá. Cặp đèn pha bi cầu này, la răng đúc này, lốp láp mới nhá, cam đồi, cam hành trình đầy đủ, màn hình cova. Đấy, 135 triệu đồng. Còn bớt còn thương lượng, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài này. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023 nhá. Đấy, 135 triệu đồng cho mẫu Kia Morning ạ. Đấy, Bắc Trường Anh mà đang quan tâm dòng dưới 100 triệu đồng này, nhắn tin trực tiếp qua với cho em nhé, em tư vấn thêm cho về mẫu này ạ. Đấy, giá còn bớt còn thương lượng gia đình mình. Vâng, tiếp theo đây này, em xin báo giá tiếp tục con Hyundai Grand i10 bản đủ đây ạ. Hyundai Grand i10 bản đủ, xe này được sản xuất năm 2014, đăng ký lăn bánh năm 2015, động cơ 1.0 số sàn. Đấy, màu xám rất là đẹp đây, tư nhân chính chủ 30 Hà Nội phố. Đấy, la răng đúc lốp láp đẹp, có phanh đĩa chống bó cứng 2 mét. Xin nhan trên gương, gương kính, cục xe điện, đăng ký đăng kiểm còn dài miên man luôn nhá. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 9 năm 2023. Đấy, bản đủ thì được trang bị vô lăng túi khí đề lầu sàn tốt, kết hợp các nút điều khiển chân vô lăng nhá. 235 triệu đồng. Giá còn bớt còn thương lượng được cho anh chị quý vị nhà mình ạ. Vâng, cháu Trinh Nguyễn có xe Mazda CX-5 không? Mazda CX-5 thì tạm thời bên em lại chưa có bác Trinh Văn ơi. Nhá, CX-5 thì tạm thời chưa có ạ. Bác cứ để lại cho em số điện thoại nhá, để cho em xin số điện thoại đi. Lao đầu CX-5 thì em sẽ liên hệ trực tiếp với bác ạ. Cạnh hai mẫu nhỏ gọn này, đấy, hatchback một đầu, số tự động và số sàn là rồi này. Tiếp tục đây, em Tùng xin báo giá gia đình nhà mình một mẫu 7 chỗ đến nhà Kia nhá. Kia Zondo 2016, đăng ký là bánh 2018. Xe này mang động cơ 2.0 số động 7 chỗ ngồi, một mẫu xe gia đình rất đẹp đấy nhá. Đấy, la răng đúc thì được trang bị trên 4 bánh rồi. Lốp láp mới, có phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ, bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Xin nhan dạng mí tích hợp trên gương, gương kính cụp xe điện. Vô lăng kích hợp túi khí cũng như điều khiển trên vô lăng à. Đấy, đăng ký đăng kiểm nó rất là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 8 năm 2023. Con này thì bên em đang bán với mức giá tham khảo cho gia đình nhà mình là 470 triệu đồng. Bao suốt hồ sơ hỗ trợ trả góp cũng như là ship xe toàn quốc trên miễn phí nhá. Đấy, vô lăng ba chấu, túi khí toàn trên vô lăng này. Đấy, cam lùi cam hành trình đầy đủ rồi. Đấy, gảy số thể thao thì được trang bị trên vô lăng nhá. 470 triệu đồng cho mẫu Kia Zondo 2016 đấy ạ. Đấy, 7 chỗ này. Đây, em xin báo giá lần lượt những đầu xe hiện đang có thể cho ô tô đổ mua Hải Dương nhá, cho mình cùng tham khảo thêm ạ. Vâng, chào Đức Chiến này, chào Long Cao, chào Thủy Dũng, chào Nguyễn Hữu Thành, chào toàn thể những chị quý mình đang xem buổi livestream này nhá. Đấy, nhà mình đang xem buổi livestream này, hoan hỉ vui vẻ lên. Cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi các bác ơi. Vâng, thì ngay sau đây này, đấy, giới thiệu dành cho mình những mẫu xe đang được bán tại chỗ ô tô của mới Hải Dương ạ. Thì trước máy quay em đây, đấy, anh chị mình cùng tham khảo dùm em này. Một mẫu hatchback một đầu số động, xe này mang động cơ 1.2 số động. Đấy, gen xích nhá, gen xích thì bên em đang có hai chiếc, một chiếc màu xám bạc rồi này. Con này thì màu đỏ đuôi thì rất hợp với các bác lữ làm vừa các bằng muốn bổ túc tay lái nhá, mà muốn cho mình một số tự động này. Đấy, gen xích màu đỏ 2010, đăng ký là bánh 212, 1.2 số động, 5 chỗ ngồi. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm liệu, nhập Hàn nguyên chiếc nhá. Đấy, cam đùi cam hành trình. Đấy, đề lỗ sờ ta tốt, vô lăng túi khí tích hợp có nút điều khiển trên vô lăng, trang bị cả cửa sờ trời, ba lô la ma rồi. Đấy, 220 triệu đồng thôi, còn có thể bớt còn là thứ nữa ạ. Vâng, cháu Võ Cảnh này, cháu Nguyễn Viết Văn, chào tất cả những anh chị quý vị trên ba miền tổ quốc nhất, những hàng thân thương của chỗ ô tô của mới Hải Dương. Cạnh mẫu gen sách màu đỏ này, giới thiệu anh chị quý vị xem mình một chiếc xe đời cao nhé, một chiếc xe lướt đời cao. Chào Nguyễn Viết Văn ạ. Vâng ạ, chào bác ạ. Đây, một chiếc xe lướt đời cao này, xe này mang tên Toyota Vios 2019 với bức sơn màu vàng cát rất đẹp nhá. Tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh, quê hương quan họ chữ tình này. Đấy, tư nhân chính chủ một chủ tự động. La răng đúc thì được trang bị trên 4 bánh rồi, có phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, lốp láp thì liền đòi theo xe. Cam đùi cam hành trình thì đầy đủ này, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm còn dài miên man luôn. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm 2024 này. Đấy, máy số, keo chỉ, sơn si, bao zin nhá. Bao test hãng cho anh chị quý vị mình trên toàn quốc luôn ạ. Đấy, phát hiện được lỗi tặng ngay 5 triệu đồng. Đấy, kiếm tiền chưa dễ hơn này. Đấy, nhà mình cùng tham khảo xem mẫu Vios này đi. 2019, đăng ký lăn bánh 2020. Đấy, tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh ạ. Đấy, còn rất nhiều đầu xe đây để phục vụ gia đình nhá. Các bác nhà mình ai đang quan tâm đến dòng xe nào này, mẫu xe nào, giá cả tầm bao nhiêu nhá, cứ bình luận, cứ comment để em Tùng được tư vấn cho ạ. Đấy, còn rất nhiều đầu xe trong góc này này. Còn là còn rất nhiều đầu xe luôn, để em vào tư vấn nào. Vâng, cảm ơn những lượt like của bác Thanh Ngoan rất là nhiều này. Vâng, cả nhà mình ơi đang xem buổi livestream mình cho em xin 5-7 lượt chia sẻ đi nào. Vâng, thì ở dưới chỗ này đây có vài mẫu xe tầm quanh quanh hơn trăm một xíu, mình cùng tham khảo giúp em nhá. Kia Morning 211 số sàn này,
120 triệu đồng. Đấy, 1.0 số sàn tư nhân chính chủ, 29 Hà Nội phố đây. Chốt luôn cả nhà ơi, ok cả bác Trần Thăng nhá. Chúc bác Trần Thăng này, bác Thanh Ngoan này, bác Tài Thá cùng đại gia đình mình có buổi tối vui vẻ ạ. Đấy, Kia Morning 120 triệu đồng của gia đình nhá. Vâng, cho bác Đồng đi ạ. Cái mẫu Kia Morning 2011 rồi rồi. Tiếp theo đây báo giá đại gia đình nhá. Daewoo Magnus sedan đầu phân khúc hạng D này, một chiếc xe sang nhá, một chiếc xe hạng sang. Đấy, chỉ sơn xi thì còn chất nhá. Xin nhan trên sườn xe này, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp. Đấy, cam lùi cam hành trình thì đầy đủ rồi. Vô lăng túi khí tích hợp các nút điều khiển trên vô lăng nhá. Sấy gương này, sấy ghế này, chỉnh gương chỉnh ghế đủ cả rồi nhá. Daewoo Magnus 2005. 135 triệu đồng xin gửi gia đình nhà mình ạ. Nhớ mở lại nhập Hàn nhá. Tham khảo cho em mẫu này gia đình ơi. Tham khảo cho em mẫu này ạ. Kia Morning 2009 đăng ký là bánh năm 2010. 1.0 số động máy eco. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 180 triệu đồng thôi ạ. 180 triệu đồng. Đấy, màu trắng mẹ mắng cũng mua đây. Cặp đèn pha trang bị công nghệ halogen chiếu sáng đa chiều này, 1.0 máy eco rất tiết kiệm nhiên liệu. Điện đóm máy số keo chỉ sơn xi này thì còn zin luôn nhá. Đấy, 190 triệu đồng, Kia Morning 2009 số động ạ. Cạnh mẫu Kia Morning số động vừa rồi này. Tiếp đây báo giá đại dành mình này. Hyundai Accent 2009 màu trắng, tư nhân chính chủ 99 Bắc Linh đây. Xe được trang bị la răng đúc 4 bánh, đấy lốp láp thì còn mới còn đẹp nhá. Cam 360 này, cam nồi cam hành trình này, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 2 năm 2023. Con này bên em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 160 triệu đồng thôi. 160 triệu đồng cho gia đình nhá. Các bác nào đang quan tâm đến một mẫu xe sedan đầu tập lái này, tránh mưa tránh nắng, tham khảo cho em mẫu đi ạ. Đấy, Hyundai Accent 2009. 165 triệu đồng. Đây à, xin báo giá hết những đầu xe trong góc này để mình cùng tham khảo ạ. Hyundai Accent rồi này. Vâng, tiếp vào đây nhá, lại báo giá cho hình mình một bộ Hyundai Ioniq 10. Vâng, cháu Khúc Văn Công này, cháu Nguyễn Viết Tùng, cháu Đinh Hữu Nghệ này. Cháu Đồng Nhập, chào Đại Đình đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Vâng, thì ngay trước máy quay hôm đây, xin giới thiệu đến đại gia đình mình một mẫu i10 nhá. Hyundai Grand i10 2008 đăng ký bánh năm 2010. Con này mang động cơ 1.0 4 máy, đang được bán tại chỗ ô tô đầu mối Hải Dương với cửa tiền là 130 triệu đồng. Đấy, sơn xi máy số keo chỉ còn đại chất luôn. Mang về đi tránh mưa tránh nắng, đấy phục vụ nhu cầu cơ bản nhất. Đấy, tập lái nhá, vững tay lái quan tâm chiếc này đi. 135 triệu đồng ạ. Vâng, cho thợ sửa khóa này. Chào đại gia đình mình đang xem buổi livestream này nhá. Cả nhà mình đang xem buổi livestream này, hoan hỉ vui vẻ cho em xin 57 lượt chia sẻ đi. Cảm ơn đại gia đình rất nhiều này. Vừa rồi đã báo giá mình khá nhiều đầu Hyundai Grand i10 một đầu đúng không? Con nào biển Phú Thọ à? Không bác ơi, biển Phú Thọ à? Phú Thọ là 19, là 19 Phú Thọ à? Thì tạm thời chưa nào thôi nhá. Tạm thời chưa là biển Phú Thọ đấy nhá. Bác Kenny Vũ đang quan tâm đến dòng nào mà biển Phú Thọ nhá. Nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho anh em tư vấn thôi ạ. Hyundai Grand i10 2 đầu. Đấy, con này đời năm 2015, đăng ký làm bánh năm 2017, động cơ 1.0 số sàn, 5 chỗ ngồi sedan 2 đầu. Cỡ tiền 255 triệu đồng thôi nhá, 255 triệu đồng. La răng đúc, đấy, có vanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên sườn xe, gương kính cụp xe đạn. Đăng ký đăng kiểm thì đến còn tháng 3 năm 2023. Đấy, Hyundai Grand i10 255 triệu đồng của gia đình mình nhá. Đấy, rất là nhiều đồ xe luôn ạ. Đấy, gần 100 đồ xe. Đấy, cả nhà mình để ủng hộ em đi, cho em xin 57 lượt chia sẻ đi. Những lượt tin, lượt like của gia đình mình em rất là cảm ơn ạ. Còn Vios 2019 thì báo giá này. Đây, cạnh mẫu Vios 2019 số động vừa rồi. Tiếp đây báo giá đại gia đình nhà mình một mẫu Hyundai Grand i10 nhá. Hyundai Grand i10 2016 hatchback một đầu bản bay, nhưng đã được độ lên la răng đúc rồi, cam lùi cam hành trình thì đầy đủ nhá. Màu trắng rất đẹp đây. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Con này thì bên em đang bán với mức giá tham khảo cho đại gia đình nhà mình là 240 triệu đồng thôi nhá. 240 triệu đồng. Nhập ấn nguyên chiếc là 2016 ạ. Kia Morning màu vàng 2016 195 triệu đồng rồi này. Đây Toyota Vios nhá. Tiếp tục với Toyota Vios đây. Toyota Vios màu trắng mới về, đây 2018 số động bản E. Con này bên em đang giao bán với cửa tiền là 448 triệu đồng. Đấy. Là răng đúc phay 4 bánh này, lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi còn chất. Cam đôi cam hành trình đầy đủ. Đây. Trang bị la răng đúc có vành đĩa chống bó cứng ABS này. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy, đăng ký đăng kiểm dài. 430 triệu đồng nhá, người gia đình mình cho mẫu không? Toyota Vios đời 2018 đấy ạ. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin nhá. Bảo test hãng trên toàn quốc cho anh chị quý vị nhà mình.
Đấy, cạnh một mẫu xe 2018 này. Tiếp tục giới thiệu dành mình một mẫu sedan hai đầu. Sedan hai đầu 145 triệu đồng. Thương hiệu đến từ Nhật đây. Mazda 626 động cơ 2.0 số sàn. Đấy, 145 triệu đồng thôi. La sang lúc thì được trang bị 4 bánh rồi. Cam nồi, cam hành trình. Đấy, xanh đĩa chống bó cứng 2m, xin nhan trên sườn. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 3 năm sau nhá. Mazda 626 2005 145 triệu đồng ạ. Vâng, cháu Trần Vân, cháu Chu Thìn này, cháu Hoàng Ngoại, cháu Đông Phan, cháu Ken Vũ. Chào bác thợ sửa quả nhé. Chào toàn thể anh chị quý vị đang xem buổi livestream này nhé. Cả nhà mình đang xem buổi livestream hôm nay này. Hoan hỉ vui vẻ cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ đi anh chị quý vị gia đình ơi. Đấy, tiếp tục báo giá những dòng xe mà tầm trung trung thôi. Tầm tập lái gia đình trước này. Vâng, thì ngay trước máy quay gắn đây, xin giới thiệu đến đại gia đình mình một bộ Toyota Vios nhé. Toyota Vios 2006 màu bạc, đăng ký năm bánh năm 2007. Đấy, con này thì mang động cơ 1.5 số sàn. Một mẫu tập lái là 130 triệu đồng thôi. Các bác nào mà đang có nhu cầu tập lái này, tránh mưa tránh nắng này. Đấy, quan tâm cho em mẫu này đi. Toyota Vios lồi đồng cối đá 2006. Đấy, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Vâng, cháu Trọng Nhân Auto, xe hội chuyên nghiệp này, cháu Trần Văn, chào bác Chu Thìn, cháu Hoàng Ngoại, chào toàn thể anh chị của mình đang xem buổi livestream này nhá. Đấy, cảm ơn những lượt tim, lượt like, lượt xem dây mình rất là nhiều ạ. Cạnh mẫu Toyota Vios 2006 rồi. Báo giá thì mình này, tiếp tục của Toyota Vios đây. Toyota Vios 2016 1.5 số sàn bản E. Con này thì bên em đang giao bán với cửa tiền gia đình nhà mình là 360 triệu đồng. Đấy, là dáng đúc phay, có phanh đi chống bó cứng ABS rồi. Xin nhan trên gương, gương kính cụp chạy điện. Độ full đồ chơi nhá. Độ full đồ chơi rồi. Đấy, đèn pha bi cầu này, la xăng đúc này, lốp lắp mới này, màn hình cô va này, vô lăng túi khí này, đề lỗ sao ta tốt rồi nhá. 360 triệu đồng. Bao rút hồ sơ hỗ trợ giải góp nhà ship xe trên toàn quốc gia đình nhà mình ạ. Đấy, mấy đầu 5 chỗ rồi. Tiếp tục đổi gió này, đổi gió đổi không khí. Báo giá thì mình một đầu 7 chỗ đây. 7 chỗ số động 209. Đấy, 7 số động 209 nhá. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền là 190 triệu đồng thôi. Đấy, số động, động cơ 2.0 Vivante Chevrolet. Đấy, xe này trang bị la xăng đúc 4 bánh, máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4101 luôn nhá. Máy số keo chỉ chất gầm bệ thì không mục mọt. Đấy, bảo đảm anh chị quý mình về chất lượng nhá. Đấy, tất cả những đầu xe tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương bảo đảm cho anh chị quý vị mình về mặt chất lượng. Thứ nhất là không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích ngập nước và cũng như là không vướng mắc một chút về vấn đề pháp lý nhá. Cam kết trên giấy tờ, trên văn bản cho đại gia đình mình. Đấy, thì bên em có hỗ trợ ship xe nhá. Có hỗ trợ ship xe này, có hỗ trợ trả góp này và làm mọi thủ tục cho anh chị quý vị nhá. Vừa rồi là khá là nhiều mẫu 5 chỗ này gầm thấp rồi. Thì báo giá thì mình một mẫu 5 chỗ gầm cao đây, mình cùng tham khảo rồi em ạ. 5 chỗ gầm cao Honda CRV 2009, đăng ký bánh 2011. Xe này mang động cơ 2.4 số động 5 chỗ nhá. 5 chỗ SUV gầm cao. Đấy, là sang đúc lốp láp đẹp, có vành điện chống bó cứng ABS này. Cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu. Đấy, kèm đèn pha bi cầu xin nhan trên gương. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Đấy, con này bên em đang bán với cửa đề 405 triệu đồng cho anh chị quý vị nhé. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin cho mẫu Honda CRV 2009 ạ. Cái mẫu Honda CRV 2009 tiếp tục báo giá cho mình đây. Một mẫu 7 chỗ gầm cao SUV đây. Xe được mang tên là Hyundai Santa Fe 2007, 2.7 số tự động. Đấy, 2.7 số động nhá. Con này bên em đang bán với cửa tiền bằng con Morning thôi. 315 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Đấy, hai cầu điện. Đấy, 2.7 máy xăng, hai cầu điện, la xăng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS này. Đấy, hỗ trợ khởi động ngang dốc, hỗ trợ đổ đèo, cảm biến áp suất nhá. Đấy, con này bên em đang bán với cửa tiền là 315 triệu đồng. Hyundai Santa Fe 2007. Vâng, chào bác Đùng Tráng Văn này, chào bác Đại Bàng Săn Mồi, chào bác Hoàng Nhạn, chào bác Long Lưu, chào toàn thể anh chị quý vị trên ba miền tổ quốc đang xem bước sóng ngày này, livestream ngày hôm nay nhá. Cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Đấy, để ủng hộ Thanh Tùng, để ủng hộ cho ô tô đồ ngoại Dương. Mỗi bác cho em xin là từ 2 đến 3 lần chia sẻ đi. Lên trang cá nhân, lên hội nhóm này. Đấy, cảm ơn gia đình rất là nhiều này. Cạnh mẫu Hyundai Santa Fe 2007 rồi. Tiếp theo đây em xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình nhá. Đây, Hyundai Accent 2019 bản tiêu chuẩn. Con này đi bên em đang bán với cửa tiền là 395 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 98 Bắc Giang. Máy số keo chỉ sơn xi, cột kèo gầm bệ nguyên zin. Đấy, nội thất zin nguyên bản cho xe này. Gầm bệ chắc chắn không mục mọt nhá. 395 triệu đồng. Đấy, hỗ trợ trả góp bao ship xe trên toàn quốc. Cũng như là bao rút hồ sơ này. Đấy, cam nồi cam hành trình đầy đủ này.
động cơ 1.4 số sàn 6 cấp số 395 triệu đồng. Đấy, con này đã có video review chi tiết rồi. Các bác mà thấy ưng em nó rảnh vào mắt rồi nhá, gọi điện thoại trực tiếp cho em với hai số hotline đang để cho mình: 0343540999 và 0347701177 nhé, tư vấn và làm giá thêm ạ. Đấy, còn rất là nhiều đầu xe luôn nhá, còn rất là nhiều đầu xe để phục vụ gia đình luôn này. Vâng, thì tiếp tục với chuyên mục xe tập lái này, thì mình tham khảo cho em mẫu xe đi. La Chetti 2007 động cơ 1.5 số sàn, 140 triệu đồng thôi nhá. Đấy, 140 triệu đồng thôi. Xe đấy, La Chetti này. Đấy, cạnh mẫu La Chetti vừa rồi nhá, báo giá anh chị quý vị một đầu 7 chỗ tầm trung đây. Chevrolet Vivante 2009, 165 triệu đồng. Xe thì mang động cơ 2.0 số sàn 7 chỗ ngồi. Đấy, cam đồi cam hành trình đầy đủ, đăng ký đăng kiểm có rất là dài. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022 nhá. Đấy, mẫu Vivante 7 chỗ 2009, 165 triệu đồng. Đây, La Chetti Sedic 2010 báo giá rồi này. 255 triệu đồng bao hết hồ sơ này. Đấy, cạnh đây này giới thiệu gia đình nhá. Chevrolet Avel 2016 1.5 số sàn, giá bằng con Morning thôi, có 215 triệu đồng. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng nhá. La giám đốc phanh đĩa chống bó cứng ABS. Cam đồi cam hành trình đầy đủ rồi, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm sau cơ. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm sau. Đấy, 215 triệu đồng. Đời 2016 nhá. Đấy, đời cao và giá rẻ với gia đình mình. Cam kết này, giá thì gọi là ô cùng vô cùng hợp lý rồi. Nhưng máy số keo chỉ sơn xi bao zin, gầm bệ không một xíu là mục mọt luôn nhá. Vâng, chào bác Vĩ Lăng Hoàng, chào Hoan Thanh, chào bác Lê Hữu Nhuận. Chào tất cả anh chị quý mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay của chợ ô tô đầu mối Hải Dương ạ. Đấy, cả nhà mình yêu thương em này, anh cho em xin 57 nút like đi, 57 nút chia sẻ, 57 lượt chia sẻ đi gia đình em ơi. Vâng, thì trước máy qua em đây nhá, giới thiệu anh chị quý vị nhà mình một mẫu Innova. Toyota Innova 2006, động cơ 2.0 số sàn. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 240 triệu đồng thôi. 240 triệu đồng này nhá. Vua 7 chỗ Toyota Innova này, mang về chạy gia đình này, chạy dịch vụ đá đưa này, kiếm thêm thu nhập cũng vô cùng ok gì ạ. Toyota Innova 2006 240 triệu đồng số sàn. Đây, tiếp tục lại 7 chỗ đây. Tiếp tục lại 7 chỗ mà con này chỉ hơn 100 triệu một tí nhá. 7 chỗ phục vụ mọi nhu cầu của gia đình nhà mình, mở giá bằng con SH luôn này. Mitsubishi Zoyli 2004, đăng ký vào năm bánh năm 2005. Đấy, con này mang động cơ 1, động cơ 2.0 số sàn máy xăng. Đấy, la xăng đúc lốp láp đẹp, máy số keo chỉ sơn xịt còn bao chất luôn. Cam nồi cam hành trình màn hình đầy đủ rồi, mang về sẵn đi, sẵn phục vụ nhu cầu gia đình mình thôi các bác nhá. Đấy, Mitsubishi Zoyli 2007 ạ. 2004 xin lỗi mình ạ. 135 triệu đồng. Rồi, xem góc này em đầu nào chưa chia sẻ nhỉ. Góc này có mẫu là chưa báo giá nhỉ. Em đi ra chỗ này để báo giá cùng gia đình đây. Đấy, các bạn đang xem buổi livestream này này. Em Tùng rất là cảm ơn nhá. Mọi người hãy cho em xin 57 lượt chia sẻ đi để lan tỏa buổi livestream hơn nhá. Cảm ơn anh chị của mình gia đình rất nhiều ạ. Vâng, thì ngay trước máy quay em đây nhá, xin giới thiệu đến đại gia đình của mình một mẫu Kia Morning. Kia Morning 2010, đăng ký là bánh 213 số động. Động cơ 1.0 máy eco vô cùng tiết kiệm liệu nhá. Con này thì bên em đang bán cho dành mình với cửa tiền là 235 triệu đồng. 235 triệu đồng bao rút hồ sơ đầy nghiệm. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi bao zin, màu sơn xanh kiểu lòng rất là đẹp đây. 1.0 máy eco nhập hàn nguyên chiếc 2010 bản SX bản đổ phun kịch. Mời em bán có 235 triệu đồng cho dành ạ. Đấy, con Morning này 2011 này, 2011 là 135 triệu đồng đấy. Xe cỏ thôi, xe cỏ tập lái full đồ chơi rồi. Cạnh mẫu Kia Morning 2011 rồi. Tiếp tục báo giá đại gia đình nhá. Kia Morning 2016 số sàn bản tiêu chuẩn. Còn này thì bên chợ ô tô đầu mối Hải Dương em đang bán với cửa tiền là 190 triệu đồng thôi. 190 triệu đồng. Xe đã mang động cơ 1.25 số sàn, 5 chỗ ngồi, hatchback một đầu nhỏ gọn tiết kiệm liệu. Full đồ rồi. Đấy, full đồ chơi rồi. Cam lùi cam hành trình màn hình Cova 190 triệu gửi gia đình nhá. Đây, báo giá tất cả những đầu sản phẩm hiện đang có thể cho ô tô đầu mối Hải Dương. Các bác nào mà quan tâm sâu này, nhắn tin qua fanpage cho em đi, nhắn tin qua fanpage cho em Tùng nhá. Em xin gửi những hình ảnh, những video chi tiết đến gia đình của mình. Đấy, những đầu xe gọi là xe cỏ, xe tập lái thôi, nhưng vẫn cam kết gia đình về mặt chất lượng này, không đâm đụng, không va chạm, không thủy kích gặp nước,
cũng như chắc chắn không vướng mắc một chút xíu nào về vấn đề pháp lý nhé. Vâng, chào Thăng Phạm, chào bác Thuật Hoàn, chào Hải Đăng, chào Đinh Dũng, chào Vĩ Lăng Hoàng. Chào toàn thể anh chị quý vị mình đang xem buổi livestream ngày hôm nay nhé. Cảm ơn những lượt xem, lượt tim, lượt like dành rất là nhiều ạ. Đấy, về 5 chỗ này, 5 chỗ nhỏ gọn tiếp tục báo giá dành mình những thằng 7 chỗ đây. Mitsubishi Zoyli 2005 đăng ký bánh năm 2007. Có lẽ bên em đang giao bán với cửa tiền 225 triệu đồng thôi nhá. Đấy, mắt xích, lốp treo đèn cột, la răng đúc, phải phanh đĩa chống bó cứng, xi nhan trên gương, gương kính, cụp xe điện, máy số, keo chỉ sơn xi còn bao zin. 7 chỗ, đấy 7 chỗ phục vụ mọi nhu cầu của nhà chúng ta. Mọi chỉ có 125 triệu đồng thôi anh chị quý vị gia đình mình nhá. Đấy. Đằng sau mẫu Mitsubishi Zoyli 2006 05 vừa rồi. Tiếp tục đây em Tùng báo giá dành mình này. Tiếp tục cái Toyota và Innova nhá. Toyota Innova vua 7 chỗ đây. Lồi đầm cối đá tiết kiệm liệu vô cùng. Bản trước máy quay đây bản G xịn này. Bản G xịn thì được trang bị la răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, hai mắt cảm biến chống va chạm, vô lăng túi khí. Đấy, con này thì máy số keo chỉ sơn xi gần bao zin ra đây mình. Đấy, cái màu xám đá này, màu xám đá màu rất là khó kiếm và rất là hiếm luôn nhá. 2.0 số sàn, hộp số VVT. Đấy, rất là tiết kiệm nguyên liệu. Nội thất đẹp, rộng rãi, điều hòa của Nhật thì không phải bàn rồi. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền 325 triệu đồng thôi. 325 triệu đồng thôi gia đình nhá. Đấy, em đã báo giá rất nhiều đầu xe rồi. Nhà mình đã hoan hỉ lên. Cho Tùng xin 5-7 lượt chia sẻ, 5-7 lượt bình luận đi dành người. Cứ bình luận, cứ chia sẻ đi. Nếu mà bình luận nào em chưa đọc được nhá, thì sau buổi livestream ngày hôm nay này, đấy em sẽ trả lời tất cả những comment của anh chị quý vị nhà mình nhá, để giải đáp mọi thắc mắc của gia đình nhà mình ạ. Đấy, rất nhiều đầu xe luôn. Đây mình nhìn xuống này. Đấy, gần 100 đầu xe nhá. Gần 100 đầu xe để cho mình thao lựa chọn nhá. Đấy, cứ bình luận đi, cứ comment đi. Chia sẻ thật nhiều lên nhá. Đấy, bác nào mà chốt được xe này, bác nào mà chốt được xe trong những buổi livestream ngày hôm nay này, khung giờ vàng 8:03 nhá, giảm ngay 10 triệu đồng trên một đầu xe cho anh chị quý vị gia đình nhà mình ạ. Đầu em ra bên đằng này đi. Em ra bên đằng này để báo giá cho thì mình xem mẫu nào chưa báo giá nào. Đấy. Xe rất là rẻ, rất đẹp thôi, lanh quanh có 600 triệu này. Lanh quanh có 600 triệu rồi nhá. Mà đã có xe di chuyển rồi. Đấy. Vâng, chào Bùi Quyền, chào bác Đặng Ngọc, chào bác Thanh Phạm. Đấy, chào toàn thể anh chị quý mình ba biển Tổ quốc ạ. Đây em ra cái góc này để mình cùng tham khảo này. Vâng, thì trước máy quay em đây này, xin giới thiệu anh chị quý vị nhìn mình một mẫu La Chetti nhá. La Chetti 2012 đăng ký vào năm bánh năm 2013. Con này mang động cơ 1.5 số sàn, tư nhân chính chủ 34 Hải Dương 4 mùa không ngồi lùi đây. Đấy, nơi đặt trụ sở giao dịch chính cho ô tô của mùa Hải Dương. La răng đúc thì được trang bị 4 bánh, nốp náp đẹp, máy số keo chỉ sơn xi còn đại chất. Đấy, màu đen sedan hai đầu, đăng ký đăng kiểm đến tháng 12 năm 2022. Xin nhan trên sườn xe. Đấy, sedan hai đầu rất là trường xe, rất là đẹp này. Đấy, chỉ có 190 triệu đồng thôi xe mình nhá. 190 triệu đồng ạ. Rất nhiều sự lựa chọn cho anh chị quý vị nhà mình nhá. Đấy, rất nhiều sự lựa chọn luôn ạ. Ồ, em xem chỗ này em phải giới thiệu đến đâu nhỉ. À đây, phải em giới thiệu đến con ASEAN 219 rồi này. ASEAN 219 báo giá rồi này. ASEAN 209 160 triệu đồng báo giá rồi. À vẹo đây, hàng này báo giá hết rồi này. Hàng này báo giá hết rồi đúng không anh ơi. Đấy. Vâng, thì ngay sau đây xin giới thiệu đến anh chị quý vị nhà mình một mẫu Toyota Vios nhá. Toyota Vios bản E 2009 đăng ký và lăn bánh năm 2010. Con này mang động cơ 1.5 số sàn. Đấy, bản E xịn đấy, lanh quanh có hơn 200 một tí nhá, mình tham khảo giùm em này. 205 triệu đồng. La răng đúc, phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đăng ký đăng kiểm còn rất là dài này. Đăng ký đăng kiểm đến tháng 1 năm 2023. Toyota Vios bản E 205 triệu đồng nhá. Đấy. Vâng, chào bác Đào Tiến Sĩ này. Chào bác Lâm Tài, chào Thanh Thuận, chào Đàm Cường, chào Bùi Quyền, chào bác Đặng Ngọc, chào bác Trung Lê này, chào tất cả anh chị quý mình đang xem buổi livestream hôm nay nhá. Đây đầu này còn không biết là còn mẫu nào nhỉ. À đây rất là nhiều xe luôn đấy. Rất là nhiều xe để phục vụ gia đình này. Đây bắt đầu báo giá đây rồi nhá.
Vâng, trước máy quay của em đây, xin giới thiệu đến anh chị quý vị mình một mẫu Toyota Vios đời cao nhé. Toyota Vios màu đen số động bản G xịn 2017, đăng ký là bánh năm 2019, tư nhân chính chủ 37 Nghệ An quê bác đây. 1.5 số tự động, máy số keo chỉ sơn xi bao zin. Đấy, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng siêu đẹp này. Đèn gầm phá sinh tiêu chuẩn, vô lăng túi khí. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền gia đình nhà mình là 450 triệu đồng. Đấy, vô lăng ba chấu, túi khí an toàn trên vô lăng. Cam đôi cam hành trình đầy đủ rồi. Màn hình OLED cỡ lớn này. Đấy, điều hòa auto 2017 số tự động, mà em đang bán với cửa tiền là 450 triệu đồng thôi ạ. Đây, báo giá một số xe đời trung, tầm trung trung thì mình cùng tham khảo này. Kia Morning nhập Hàn 2009, đăng ký con bánh năm 2010. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền 235 triệu đồng. Đấy, đói 235 triệu đồng nhá. Máy số keo chỉ sơn xi bao zin, la răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS. Đấy, la răng đúc hình hoa mai rất đẹp này. Nốp lan còn khá dày và đẹp. Xin nhan trên gương, gương kính cụp siêu điện. Đăng ký đăng kiểm thì còn dài miên man luôn. Con này thì bên em hồ sơ đã cầm tay rồi. Hồ sơ cầm tay rồi nhá. Lấy những thủ tục mà sang tên đổi chủ bấm miền mới cho anh chị quý vị mình trong ngày thôi. Đấy, vô lăng ba chấu, túi khiên trên an toàn trên vô lăng này. Cam lùi cam hành trình, nội thất ghế da thì đầy đủ rồi. Đấy, 230 triệu đồng cho mẫu Kia Morning 2009 ạ. Cho bác Đỗ Ngọc Hồng này, cho bác Luyện Vương này, cho bác Bùi Lan Vi xe đẹp quá bác ơi. Vâng, cảm ơn bác rất nhiều. Chào bác Nguyễn Hữu Thành nhá. Đấy, cảm ơn những lượt tim, lượt like, lượt xem cho mình rất là nhiều ạ. Vâng, thì ở trước máy quay đây xin giới thiệu anh chị quý vị nhà mình hai mẫu Hyundai Grand i10 bản đồ nhá. Con màu bạc biển 30 này. Đấy, con màu bạc biển 30A 174 đời Hàn 2014, và con biển 88A 46570 kia đời 2016 này. Hai chiếc này đều là bản đồ full kịch nhá. Đấy, option tương đương nhau này. La răng đúc phanh đĩa chống bó cứng ABS, xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện. Vô lăng túi khí đề lổ sao tốt, kết hợp các nút điều khiển trên vô lăng. Đời 2014 thì em báo giá là 240 triệu đồng. Còn 2016 là 260 triệu đồng. Các bác mà đang quan tâm đến tầm đời bao nhiêu, mức giá tầm loanh quanh hơn 230 một xíu này, quan tâm cho em hai mẫu này nhá. Hyundai Grand i10 bản đồ. Đấy. Cô cháu Nguyễn Hải Anh này, chào bác ạ. Avanda Trần Trần Thiện Avanda này. Avanda thì bên em chưa có rồi bác Trần Thiện ơi. Vâng, chào bác Đỗ Ngọc Hồng Hồng Hồng, chào bác Luyện Vũ, chào bác Bùi Nan Vi, cháu Nguyễn Hữu Thành, cháu Trịnh Song nhá. Vâng, thì ngay trước máy quay đây này, xin giới thiệu anh chị quý vị mình một mẫu sedan hai đầu số động mà hơn 200 một xíu thôi, 215 triệu đồng. Đấy, 215 triệu đồng nhá. Cho mẫu Kia Bright 2008. Đấy, xe được nhập Hàn, xe được đăng ký là bánh 2010, động cơ 1.4 số động nhá. Đấy, Bright nhập Hàn 2008. Đấy, 215 triệu đồng thôi. Có con xe dưới 200 triệu đồng, có con nào số động không anh? Vâng, cảm ơn bình luận bác Nguyễn Dung ạ. 200 dưới 200 triệu đồng mà số động. Đấy, bác Nguyễn Dung tham khảo cho em mẫu này đi. Kia Morning 2009, đăng ký năm bánh năm 2010, màu trắng 190 triệu đồng. 1.0 máy eco nhập Hàn, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài nhá, đăng ký đăng kiểm đến tháng 4 năm 2022. Đấy, máy số keo chỉ sơn xi bao chất, bao đẹp cho gia đình mình luôn ạ. Kia Morning 2009, 190 triệu đồng nhá. Đấy, dưới 200 triệu đồng số lượng thì tham khảo cho em mọi nhá. Máy số keo chỉ sơn xi thì còn chất còn đẹp. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm liệu, bền bỉ. Đấy, vừa là số động dưới 200 này, đời cao một chút không anh? Đời cao một chút à? Tầm dưới 200 triệu đồng thì chỉ có chiếc đó nhá. Tầm dưới 200 triệu đồng chỉ lanh quanh tầm 208, 209 thôi nhá. Còn trên 200 triệu đồng này. Đấy, trên 200 triệu đồng, số động thì bác tham khảo cho em mọi đi nhá. Đấy, cũng màu trắng này, Kia Morning 2010, 215 triệu đồng, màu trắng này. Đấy, la răng đúc, lốp láp mới, cặp đèn pha trang bị công nghệ bi cầu này. Tư nhân chính chủ 15 Hải Phòng. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xoay điện, nhập Hàn 2010. Đăng ký là bánh năm 2012. Đấy, đăng ký đăng kiểm đến tháng 5 năm 2023. Vô lăng túi khí, màn hình OLED cỡ lớn rồi. 215 triệu đồng, máy số keo chỉ sơn xi bao zin nhá. Vâng, cho bác Phạm Hải Đường, cho bác Phương Sa, cho bác Đặng Huệ. Vâng ạ, hai bác Đặng Huệ ạ. Vâng nhá, bác Nguyễn Dung nhá. Đấy, đời cao hơn một xíu thì quan tâm cho em chiếc này nhá. Hãy quan tâm chiếc này đi. Kia 7 chỗ 15 16 bạn ơi. Kia 7 chỗ 15 14 15 thì chưa có.
Nhưng Kia 7 chỗ 16 thì đang có một chiếc Zondo nhá. Đấy, để một xíu em giới thiệu trước mo linh số động này cho bác nào đang quan tâm này. Đấy, lanh quanh 200, quan tâm cho em chiếc này đi. 235 triệu đồng. Kia mo linh 2009, đăng ký năm bánh 2010. Bản SX, bản đủ full kính nhá. Bán có 235 triệu đồng thôi. La sang đúc phay, lốp nắp đẹp, máy số keo chỉ sơn gì còn bao zin. Vâng, chào Lê Tuấn Sĩ, chào bác Tuấn Trọng. Kia 7 chỗ 15 à, 14 15. Đây, Kia Morning 7 chỗ đây. Kia Morning 7 chỗ mà đời 14 15 thì bác tham khảo cho em này nhá. Kia Zondo 2016 2.0 số rộng. Đấy, con này thì bên em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình 470 triệu đồng. Đời 2016, đăng ký năm 2018, số động nhá. Tư nhân chính chủ, không dịch vụ taxi, la sáng đúc, lốp láp mới, phanh điện chống bó cứng, ABS ở 4 bánh rồi. Xin nhan trên gương, gương kính cụp xe điện. Đấy. Vô lăng túi khí thì tích hợp các nút điều khiển này. Đấy. Đây 7 chỗ Morning đây. À 7 chỗ Kia đây. 7 chỗ đến từ nhà Kia nhá, 470 triệu đồng, bác tham khảo cho em Morning bác ơi. Vâng, chào bác Lê Tiến Sĩ này, chào bác Tuấn Trọng này. Sedan 250 triệu được không anh? Sedan mà tầm 250 triệu. Đây sedan tầm 250 triệu thì bác tham khảo cho em mọi bác ơi. Sedan tầm 250 nhá, bác tham khảo cho em mẫu này đi. Đây i10 đây. i10 215 sedan 2 đầu đây nhá. 255 triệu đồng. La sáng đúc, cặp đèn pha, trang bị công nghệ bi cầu rồi. Đăng ký đăng kiểm nó rất là dài. Đến tháng 3 năm 2023. Tư nhân chính chủ 34 Hải Dương. Biển một chủ từ đầu nhá. Đấy. Tư nhân chính chủ một chủ từ đầu. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 255 triệu đồng. Máy số keo chỉ sơn xi, bao zin gia đình mẹ. Đấy thì vừa rồi em Tùng cũng đã báo giá hơn 80 đầu xe rồi. Hơn 80 đầu xe hiện đang có tại chợ ô tô đầu mối Hải Dương cho anh chị quý vị mình nhá. Đấy, mỗi tối thì em xin gia đình mình từ 45 đến 50 phút thôi. 45 đến 50 phút để báo giá tất cả những đầu xe hiện đang có bên em này. Nhà mình còn những thắc mắc gì nhá, cứ bình luận đi. Hoặc là nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em, hoặc là hai số Zalo này trên hình 0347701777 và 0343540999 này. Kia 250 triệu bớt không hay hỗ trợ gì không chú. Gì mà lại phải gọi bằng chú nhỉ? Bác Phạm ơi đây, em trẻ mà. Tầm 250 triệu rồi thì không bớt được nhá bác Phạm ơi nhá. Thủ tục hỗ trợ bên xin lỗi gia đình mẹ, hôm nay em giọng hơi vấn đề một xíu. Kia 250 triệu có bớt được hay chỗ hỗ trợ không? Bớt thì vẫn bớt nhá, phải bớt rồi, phải bớt, phải ra lộc thêm cho anh chị quý vị mình. Thì bên em có hỗ trợ là rút hồ sơ cũng như là ship xe trên toàn quốc cho đại đình mình ạ. Vâng, chào bác Thơ Thị Vũ nhá. Tầm 250 triệu có bớt, có hỗ trợ nhá, nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho chú nhá, bác Ngân nhá. Đâu rồi nhỉ, báo giá đâu rồi? Vâng, vâng thì ngay trước máy của em đây này, xin giới thiệu anh chị quý vị một dòng 7 chỗ máy giàu nhá. Xe này mang tên là Captiva, Chevrolet Captiva 2009, đăng ký vào năm bánh năm 2011. Con này bên em đang bán với cửa tiền là 315 triệu đồng. Captiva máy dầu 2 cầu. Đấy, la sáng đúc, có phanh đĩa chống bó cứng ABS rồi. Cặp đèn pha, trang bị công nghệ bi cầu siêu sáng như đẹp. Gương kính cụp xe điện, đăng ký đăng kiểm còn khá là dài. Đến tháng 12 năm 2022 nhá. 315 triệu đồng. Số sàn 2.0 máy dầu 8 chỗ ngồi này. Rất là tiết kiệm, rất là kinh tế nhá. Đã nhắn tin tư vấn cho cháu. Vấn cháu con Kia. Ok cháu nhá. Ok cháu Phong ơi ạ. Cạnh mẫu Tocao đen hồi vừa rồi này, giới thiệu tiếp tục anh chị quý mình một mẫu xe nhỏ gọn bền bỉ này. Hyundai Getz 2008, đăng ký năm bánh 2010. Xe này mang động cơ 1.0, số sàn 5 chỗ ngồi màu xanh. Đấy, nhỏ gọn tiết kiệm điện bền bỉ đến từ Hyundai đây. Con này thì bên em đang bán với cửa tiền cho đại gia đình nhà mình là 135 triệu đồng thôi nhá. Tư nhân chính chủ 29 Hà Nội phố đây. Nước sơn màu xanh này. Đấy, máy số keo chỉ sơn xịn còn rất còn đẹp nhá. Đấy, còn gia lộc còn bớt sâu được gia đình mình ạ. Có Santa Fe công bác Phạm Hải Đường, có Santa Fe bác nhá. Santa Fe bên em còn một chiếc đấy, 2007 bác Phạm Hải Đường ơi. Cửa tiền là 315 triệu đồng nào. Để em xem con Santa Fe nó dựng ở chỗ nào nhá. Đấy, bác Phạm Hải Đường cho em xin mấy lượt chia sẻ nhá. Đấy, mấy lượt chia sẻ lên trang cá nhân cũng lên hội nhóm đi. Để lan tỏa buổi livestream của chợ ô tô đầu mối Hải Dương hơn nhá. Để những anh chị quý vị nào đang cần tìm những dòng xe từ 4 đến 7 chỗ đã qua sử dụng thì đến với em này. Cảm ơn mình rất là nhiều này.
Ở Santa Fe đây nhỉ, để em xem Santa Fe ở chỗ nào. Còn dựng rất là nhiều xe này. Em chưa nhìn thấy con Santa Fe nào cả. Đấy, rất là nhiều xe luôn này. ASEAN 2019 rút hồ sơ bấm biển Hà Nội. Bác Đặng Đức Nam bấm biển Hà Nội thì thêm bao nhiêu nữa anh? Con đấy bên em đang để giá là 395 triệu đồng này. Đấy, nếu mà anh Đặng Đức Nam có thiện chí nhá. Đấy, 400 tròn, con đấy vào 400 tròn thì sang tên hồ sơ bấm biển về Hà Nội cho anh nhá. Con ASEAN 2019 đấy nhá. Đấy, 400 tròn. Con đấy thì có video rồi, có hình ảnh chi tiết rồi nhá. Đấy, bác Đặng Đức Nam mình nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá, để em gửi cho video hình ảnh nhá. 400 tròn là hoàn tất tất cả những thủ tục về biển Hà Nội cho anh ạ. Vâng, chào bác Đặng Đức Tích này. Chào toàn thể anh chị mình đang xem buổi livestream hôm nay ạ. Đấy, rất nhiều xe luôn nhá. Đấy, thì hôm nay bên em có về thêm một con Innova này. Về thêm con Innova này. Con này thì đời 2006 nhá. Đấy, vẫn chưa dọn dẹp gì. Đấy, để mai em sẽ dọn dẹp và cho lên video chi tiết để anh chị quý mình cùng tham khảo nhá. Bản G xịn 2006 đã nhắn tin ạ. Ok, bác Đặng Đức Nam nhá. Đấy, thì em xin phép mỗi tối là xin ra là mình từ 40-50 phút thôi. Đấy, 40-50 phút thôi để báo giá những đầu xe bên em đang có nhá. Bác nào quan tâm sâu này, gọi điện trực tiếp cho em Tùng để được tư vấn, được báo giá, được làm giá sâu hơn về những đầu sản phẩm, để xem được hỗ trợ như gì nè. Hỗ trợ như hỗ trợ trả góp này, hoặc hỗ trợ ship xe nhá, hoặc hỗ trợ những thủ tục. Đấy, cứ nhắn tin, cứ bình luận để em tư vấn cho nhá. Có con xe EcoSport không? EcoSport thì tạm thời bên em chưa về rồi bác Đặng Đức Tinh ơi. Một vài hôm nữa thì mới về cơ nhá. Đấy, cứ để lại số điện thoại đi. Đang quan tâm dòng nào này, quan tâm mẫu nào này. Đấy, cứ để lại số điện thoại. Cứ để lại số điện thoại ở phần bình luận nhá. Em về phát này em gọi em tư vấn ngay cho đình ạ. Vâng, cháu Nguyễn Sơn này, cháu ô tô Thanh Tùng, cháu Nguyễn Văn Lượng, cháu Đặng Đức Nam, cháu bác Phạm Ngân, chào toàn thể anh chị của mình đang xem buổi livestream anh nhá. Đấy, thì em có báo giá hết những đầu xe mà bên em đang có rồi. Nhà mình đang quan tâm sâu với dòng nào, tầm tiền bao nhiêu nhá. Cứ nhắn tin trực tiếp qua fanpage cho em nhá. Đấy, trả lời 24/7, không kể ngày thứ bảy chủ nhật. Thì chợ ô tô đầu mối Hải Dương, kênh chuyên kinh doanh trao đổi cũng như buôn bán, ký gửi những xe từ 4 đến 7 chỗ đã có sử dụng này. Đấy, cảm ơn anh chị quý mình đã xem hết buổi livestream ngày hôm nay. Xin chào và gặp lại gia đình nhà mình ở những buổi livestream tiếp theo ạ.